Dạ chào cô. À, cô là mình từ Cần Thơ lên đây hả cô? Dạ. Cô lên tối qua hay là sáng nay cô mới lên? Lên tối hôm qua. Lên tối hôm qua. Rồi mình ngủ ở đây ngủ được không cô? Dạ ngủ được. Cô có thường hay lên trên Sài Gòn không? Lâu lâu lắm mới lên một lần nha. Dạ, mà thường cô lên là lên đây để làm cái gì? Lên cái mình chở vòng 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 đi chơi vậy đó. Dạ. Đi ăn, đi uống vậy cho vậy đó. À, nghỉ được đêm với đêm thứ hai về. À nghỉ được đêm đêm thứ hai là về. Rồi Minh cũng có thường hay đi về nhà không cô? Lâu lâu lắm về một lần. Cũng có như nửa năm vậy đó. Nửa năm mới về một lần. Thường Tết nhất thì có về không cô? Có, Tết về được hai ngày. Cảm xúc của cô hiện giờ là như thế nào? Cũng như là nôn gặp mấy vậy đó. Nôn gặp, mà cái đợt này là bao lâu rồi cô chưa gặp? Cái đợt này là cũng như nửa năm rồi đó. Nửa năm rồi cô chưa có gặp. Năm. Nhưng mà hôm nay cô lên đây là Minh không biết đúng không? Không, không biết đâu. Hồi đầu là cô có ngăn cản không hay là có, lúc đầu cũng ngăn cản, cũng lo lắm á, lo sợ á, lo sợ trên đây xứ lạ với người ta hay bị dấp á. Rồi cái nó nói con không có sao đâu mẹ đừng lo, cô cũng lên coi cũng nhiều lần lắm á. Rồi cái thấy cũng không sao, không đến đổi con mình, không đến đổi hay không kệ vậy thôi. Bây giờ là ngày hôm nay mình bắt đầu hành trình của mình, hôm nay cũng hơi vất vả. Cô sẵn sàng tinh thần chưa? Sẵn sàng. Hôm nay đi nhưng mà tại vì cô gặp Minh mà cô không có được tiếp cận Minh liền đâu, là cô phải đứng xa xa đó, rồi cô phải núp núp vô rồi cô coi vậy cho nó mới tự nhiên, để mình coi được một ngày hoạt động của Minh. Chứ nếu mà cô cho biết thì là coi như nó mất hay rồi, là coi như Minh giấu không à cô ơi, đúng không? Cho cô biết đâu. Bữa nay mình là coi như là mình lén, hôm nay là hai cô cháu mình làm trinh thám nha. Cô làm trinh thám nha. Rồi bây giờ con mời cô đi theo con. Và ekip bí mật thu xếp vị trí khoảng cách tiếp cận sao cho mẹ con thật gần nhau, nhưng Sơn Ngọc Minh vẫn không hề hay biết. 4 năm đó thì sau khi nhóm tan rã thì em được cái học bổng ở trường Ken, trường quốc tế. Học bổng nghĩa gì? Học bổng kiểu là tại vì người ta muốn em làm gương mặt đại diện à. Xong rồi em cũng lấy cái học bổng đó em định đi học. Vừa mới định đi học xong cái anh kéo về lại. Em lại mất không đi học nữa. Nói chung là cái số em là cái số không được học. Trong cái lúc đó là em bắt đầu sự nghiệp solo của mình. Nhưng mà hiện tại là em là hoạt động riêng lẻ hay là hiện tại bây giờ là em có đang trực thuộc ai quản lý gì không? Dạ không ạ. Tìm tên này, mọi người thấy không? Cảnh hang, tòa nhà, những cành cây. Thật ra đây là ước mơ của em á. Cái này là mỗi lần mà em muốn từ bỏ tất cả mọi thứ em bỏ về quê luôn á. Tại vì nản quá. Thế em qua Hầm Thủ Thiêm, qua quận 2, xong cái từ đó em nhìn được cái này. Và giữa một con sông đó em thấy là bên kia là rất là bình yên. Bên kia là chưa có gì hết, toàn là cây cối không à. Bên đây là một thành phố rất là nhộn nhịp. Và đây là ước mơ của em. Cái mỗi lần mà em nhìn qua đây thì em thấy là tại sao mình không cố gắng, tại sao mình lại từ bỏ. Và cái lúc mà thì bản thân mình thấy là mình nên tiếp tục chứ không từ bỏ được. Ba mẹ làm cái gì? Ba em mới mất thì năm ngoái. Ồ vậy hả? Ba bao nhiêu tuổi? Dạ ba sinh năm 59. Sao mất em bệnh hay là bị sao? Dạ, bị tiểu đường. Không có lúc đó ba bị dạ dày. Ba vô cấp cứu 3 lần. Hai lần đầu thì em không có cảm giác gì hết á. Là chị hai cũng có báo. Đến lần thứ ba là cái buổi sáng đó rồi, hôm đó em đang đi diễn ở trường học. Chị hai mới nói là ba vô cấp cứu rồi, chị đang ngồi trước phòng cấp cứu nè. Thì em mới cảm giác là hơi bồi hồi, bồn chồn trong người lắm. Xong rồi mình vừa diễn xong, cái em về, em đi về quê luôn. Cái em thấy mấy cô chú, mấy dì đứng từ đầu hẻm vô. Thì lúc đó là ba là ở bệnh viện đưa về nhà rồi. Lúc đó là vừa mới kịp nhìn mặt ba luôn là mẹ kêu là mày rút ống thở của ba đi, để cho ổng đi, tại vì nãy giờ ổng đang đợi mày. Là thở oxy. Không thấy như vậy là ba không có nhìn thấy em lần cuối, có nghĩa là không có tỉnh. Nhưng mà em về gặp được thì ba. Gặp ba nhưng mà là ba đã mê rồi. Lúc đó thật ra em không biết là em có nên trách mẹ hay không, tại vì mẹ đáng lẽ phải báo trước phải không? Dạ, ý là mẹ, vậy. Nhưng mà mẹ nó không, giờ tới bây giờ không có ông trách được. Ba của Sơn Ngọc Minh thưa quý vị, và như vậy là ba đã đi đối với em thì là đột ngột, mình không có được báo trước, cái đó là một cái mình không có nghĩ trước. Mình không nghĩ trước là mà trước đó mình... mấy tháng là tháng mình ba mất là tháng 11, mà trước đó mấy tháng là ngoại mất liên tục một năm, đó là coi như hai cái tang, và những cái toàn tới bất ngờ không.
Em giống ba hay giống mẹ? Dạ em giống ba. Giống ba, chị hai mới giống mẹ. Sự giận dỗi, hờn trách của con trai khi mẹ không thông báo ba mất hôm nay đã được thổ lộ. Và sẽ còn bao điều nữa đang còn giữ bí mật, người mẹ vẫn lặng lẽ theo con. Khi ra đi mẹ mang nỗi đau trong lòng, mẹ còn đầy những hoài mong. Mong cho con hạnh phúc suốt cuộc đời, tình mẹ hiền vẫn còn đây. Còn lại gì khi đã xa con rồi, còn lại gì hơi mẹ yêu. Ôi, đó là vô trước vậy đó hả, cố tình là thằng tình mẹ hiền cao quý nhất trên đời, đời niềm tự hào suốt đời con. Cô nghe Sa Ngọc Minh hát bài này là đích là để tặng cô nhân dịp lễ Vu Lan đó. Dạ. Vui ha. Dạ. Hiện giờ cô thấy người sao, có mệt gì không? Không mệt. Cô ăn trưa chưa? Ăn rồi. Ăn rồi ha. Sơn nói là bên này chắc là đang muốn sốt rồi. Đang thấy hơi khàn khàn. Hơi khàn khàn. Sơn có nói là sau này ví dụ như là mà có được cái việc chỗ ở ổn định, muốn rước cô lên trên này ở thì cô có đồng ý không? Nếu mà đàng hoàng thì mình cũng sắp xếp, mình cũng đi theo nó thôi. Mẹ đâu con đó chứ giờ mẹ có thằng con trai biết sao giờ. Giờ còn khỏe chứ vài năm nữa rồi mệt rồi. Dạ, dạ. Phải có con lo chứ ha. Cô có hối nó có lấy vợ rồi gì có không? Có hối mà nó không chịu, nó mẹ ơi con chưa có gì chưa, đâu dám đâu mẹ. Ví dụ như chuyện gì mà em nghĩ là mẹ sẽ buồn nhất từ trước tới giờ mà em đã tạo ra? Thiệt ra đó là về giới tính của em. Hiện giờ mẹ có nói gì? Em không dám nói về chuyện đó với mẹ luôn. Mẹ có hối lấy vợ rồi này kia? Thì thực ra thì em biết cách nói chuyện với mẹ để cho ba mẹ đừng có lo, đừng có buồn. Thực ra thì ba mẹ luôn hỏi, giờ nó vợ chọc chọc thì em nói là bây giờ cơm còn đủ ăn, ngày chưa làm ra tiền, tự lo bản thân được, lo cho ai. Hiểu đó, ba mẹ không hỏi nữa. Cái điều em làm mẹ buồn nhất là về cái giới tính, nhưng mà nó có điều đó nó có ảnh hưởng đến công việc của em không? Dạ không. Bản thân em cảm thấy nó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của em không? Dạ không. Em không có quan tâm tới ai hết á, không quan tâm tới mọi người nghĩ gì về em hết. Tại vì thực ra đây là cuộc sống của em và em phải sống cho em và cho gia đình em. Nên là mọi người nghĩ, ừ em thằng này sao, kệ nó, em không quan tâm. Em chỉ biết là bản thân mình cần phải làm gì, ra tiền, giúp gia đình. Chứ không có quan tâm. Để em không giải thích với mẹ như vậy, cho mẹ khỏi phải, tại sao phải để. Tại vì thực ra thì mẹ lâu lâu mẹ cũng chửi mấy cái bạn ở cộng đồng giới tính đó. Thì nên là nhiều khi em làm cho mẹ buồn hơn. Mà em không muốn mẹ buồn nữa. Mẹ đủ buồn rồi. Ba mất là mẹ đủ buồn rồi. Cô. Cô qua đây đi cô. Biết rồi. Cái gì? Cô qua đây. Nhìn dáng là biết rồi. Nhìn dáng là biết rồi, với mẹ con mà sao không biết được. Đây nào nè. Sao cô? Thôi không khóc. Gì vậy? Gì vậy? Con nghe Minh với nó chia sẻ không? Nghe mà nó giấu quá. Nãy giờ con có nói với mình rồi. Nãy giờ con nói tới cái vấn đề là công việc và công việc thì cái sức khỏe là quan trọng nhất. Trước tiên là em phải đi khám bệnh, có sức khỏe như thế nào. Rồi cái chuyện cuộc sống đi, kiếm việc, kiếm đồ thì mình tính sao, đúng không cô? Cái gì em giấu rồi, lỡ nó bệnh nhiều rồi sao? Giống như em trách mẹ tại sao ba mất mà không báo cho em biết, thì sau này dù em có gì mẹ cũng sẽ trách lại em. Nên là mình sống trong gia đình mình phải chia sẻ chứ, rồi cùng nhau cái định hướng tìm cách con. Tại thấy nó mới về thăm nó rồi cái ổng vài ngày cái ổng đuối cũng không cho nó hay, mà thấy nó cũng cực khổ quá, thôi cũng không cho nó hay, để cái từ từ đi. Mà ổng mất lẹ quá rồi, đằng này cũng quýnh hết trơn. Ở nhà có mình không ai lo tiếp hết trơn, có mình lo.
anh em thấy ông gì cái bỏ qua một bên cũng không dòm tới luôn, tới giờ luôn cái gì. Anh em nói ổng bệnh gì sợ lây rồi không lo trơn trọn, ông giám đốc cũng lo không toàn bộ trơn, lo hết trơn luôn. Cấp đó tôi đuối luôn, tôi không biết gì trơn, không ai nuôi tiếp một ngày nào, nhà thương hết trơn, có mình tôi một tháng tuần lễ nhịn ăn nhịn uống mà không có làm được gì trơn. Nhất anh em hết trơn mà người ta nói ổng gì người ta bỏ quên bên á. Chị nói cho Minh biết là từ sáng giờ là Minh làm gì mẹ Minh đều có theo dõi hết. Mẹ lên đây từ hôm qua lận 7 giờ, 8 giờ tối. 8 giờ tối hôm qua ngủ khách sạn. Sáng nay là chị tới đón mẹ của em, là đi theo dõi. Và nãy giờ quay lại cho mẹ em coi, là mẹ cũng thấy được một ngày làm việc của em như thế nào. Thì chương trình muốn chương trình mình là chương trình người kết nối, thì muốn cho những người trong gia đình hiểu nhau nhiều hơn. Sợ em biết nó ở đây nó làm chứ nó không có tiền. Rồi thành thử cũng không dám nói năng gì chứ. Nó thì không tiền nói đi. Nhiều khi mà nó móc nó gửi cho cho. Nó không nói nữa thì nó nói thì nó không nói. Mẹ khi con không có một cách một túi nữa. Nó hồi sao không nói đi. Nó không nói. Khi phải về quê sống thì nó không chịu về nữa, không gán làm đi. Chừng 2-3 năm nữa rồi không làm được con về. Nãy ăn mắm ruốc là cô mẹ làm đó, không phải chị đâu, mẹ em làm đó. Mà hồi nãy chị mới hỏi mẹ là sao cô làm sao Minh ăn nó chê kìa, chê bị lạ. Còn mẹ nói là tại mẹ ăn chay. Đây, đi về quê mới lên, đi chơi về chơi lễ. Đi lên làm theo hũ mắm ruốc xào, đem lên ăn. Nhưng bữa nay mới sực nhớ vậy, ăn chay. Ăn chay. Thôi thì nhường lại cho em với ekip ăn nha. Đặc sản ở nhà chị đó. Mắm gì hả chị? Mắm ruốc. Hồi nãy chị coi trong cái đoạn clip á, thì lúc đó nhiều cảm xúc, nhưng mà chị vẫn nhớ có một cái cảnh quay là nhà em, chị thấy là trên mấy nhà mưa dột hay là gì đó. Thì chị nghĩ là trong cái đợt này về đó là chị muốn em, bây giờ ba cũng mất rồi, mẹ ở nhà có một mình. Giờ em quyết chí em không về. Em muốn ở Sài Gòn thêm vài năm nữa để mà em tìm cái, nói chung là tìm cái cơ hội. Thì đợt này em về là em phải tranh thủ sửa lại cho mẹ, sửa nhà là cho mẹ, đừng có để mưa dột hay gì đó, sơn quét rồi gì lại nha. Coi như chị giao nhiệm vụ đó nha, em làm xong em phải báo cáo cho chị biết là em phải làm xong rồi những cái đó, chứ chị không muốn thấy hình ảnh mẹ một mình ở nhà như vậy. Dạ. Rồi xong cái đi chơi với mẹ một chuyến xong lên lại Sài Gòn thì phải cố gắng dành thời gian đi khám bệnh coi như thế nào nha. Chàng trai nhìn thấy vậy nhưng mà cũng còn rất là yếu đuối, rất là tình cảm. Thì những người nghệ sĩ nó mong manh như vậy đó thưa quý vị. Ở cái mặt trên sân khấu hay là trên phim ảnh thì mình thấy lung linh, nhưng mà phía sau đó thì họ cũng là những người bình thường, có những cung bậc cảm xúc, có những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Và một lần nữa thì cũng bây giờ sẽ đưa hai mẹ con đi về Cần Thơ, về quê chơi để có dịp. Cho nên là hôm nay là cái ngày đáng lẽ báo hiếu thì báo hiếu cả đời, nhưng hôm nay là cái ngày đặc biệt để mình có một cái cơ hội để mà báo hiếu cho mẹ. Nói như vậy đi ha. Rồi chúc cho cô luôn luôn được nhiều sức khỏe. Chúc hai mẹ con có một chuyến đi chơi thật là vui, về nhà thật là vui. Còn nhiệm vụ Minh chị giao rồi nha, về đợt này là phải sửa sang, coi lại nhà cửa, lợp mái, lợp đồ lại cho mẹ. Ok. Dạ. Rồi. Hai ngày lên thành phố Hồ Chí Minh và sau đó lại dõi bước theo con dưới cái nắng oi bức 36 độ C, rồi lại tiếp tục về Cần Thơ ngay sau đó. Quả là người mẹ 57 tuổi này quên hết mỏi mệt khi mẹ và con này đã hiểu nhau thêm. Đây là mẹ của Minh, đây là chị hai, đây là con Bin. Chào mọi người đi, Bin. Chào mọi người. Thủ tục phải về nhà là trước khi về nhà phải đốt nhang. Về nhà là đốt nhang đi ba. Cảm ơn Nhi, cảm ơn cô Út nha. Cảm ơn cho mẹ nè. Đây đó cho cà phê cho mẹ. Vậy nè. Nó cho Bin nè, Bin mừng nè. Mất cỡ gì. Nhà là đây là một cái thùng kỷ niệm nè. Cả một trời thương nhớ đây. Nè đồ thì đó, fan tặng rồi nhiều quà lắm. Đây là mấy cái album. Cái
cả những cái gì mà có em tham gia trong đó. Mấy cái này là gia tài của ba. Ba mình nè, là hôm ba hay nghe radio lắm. Bởi vậy giờ em làm trong radio, hy vọng là ba sẽ nghe. Em có đi làm, cái là mua cho ba cái máy ảnh. Ba hay sử dụng máy ảnh để chụp hình, chụp hình cả nhà, chụp hình khoảnh khắc này nọ. Đây. Ờ lắm, chơi đi, chơi đi. Mấy cái hình này là mấy cái hình mà fan của mình rửa ra xong rồi mình gất tất lại cái đưa về cho ba mẹ, xong ba mẹ dán lên. Từ những thời đầu tiên, những khoảnh khắc trong clip, rồi những hình ảnh nghe này nhỏ nhỏ. Nó 3 tuổi. Ừ. 3 tuổi. Đây là lần đầu tiên chụp hình chân dung. Nhiều quá. Kỷ niệm. Đây, nhiều những kỷ niệm xưa lắm. Tại vì có khoảng thời gian nhà bị hỏa hoạn nên là bỏ hết những cái đồ đó rồi. Có cái kỷ niệm là trên này nè. Cái hồi đó ngủ trên này mà. Mình ngủ trên này. Bây giờ lớn rồi, chạm tay tới được rồi. Đó, đúng đúng rồi. Bây giờ không vô lên ngủ được. Bây giờ mục hết rồi, không dám ngủ nữa. Như là laptop đầu tiên em mua, xong rồi em cho ba mẹ. Đây, cái laptop đầu tiên mua, xong cho ba mẹ. Để lúc đó là gọi điện thoại về nhìn mặt thấy nhau, nhau. Lâu lắm rồi ba mẹ con mới có dịp đi cùng với nhau đi dạo. Ngày hôm nay con sẽ làm hướng dẫn du lịch dẫn mẹ đi khắp Cần Thơ luôn, đúng nghề luôn nè. Đây là chùa Ông. Chùa Ông là nơi mà có dịp Tết vào lúc đêm 30. Sau đêm 30 thì bóng pháo hoa không thì cả nhà vào đây đốt nhang rồi xin lộc về nhà. Mình sẽ đi tiếp dọc hết cái đường Bến Ninh Kiều này. Bởi vì ở đây có rất nhiều những kỷ niệm từ nhỏ, từ lúc mẹ còn bán thuốc, bán nước xăm, bán đồ nhậu, giữ xe rồi mua dây chai nữa, mua dây chai luôn, đi hết luôn. Mọi người bây giờ nhìn thấy là thành phố Cần Thơ là đã đổi mới rất là nhiều, những cảnh vật đẹp hơn để mà mọi người khách du lịch có thể tới. Đây là lúc trước, đây là khách sạn quốc tế. Khách sạn quốc tế lúc đó là một khách sạn rất là nổi tiếng ở thành phố Cần Thơ. Mình với mẹ mình hay mua ve chai trên lầu 6 tuốt trên đó. Chứ ông này là đó bán đồ nhậu. Đó là bán nước sông. Con kia là bán nước sông. Hồi đó nguyên khu này là có rất là nhiều gian hàng bán đồ ăn. Nhưng mà tại vì công an tới rượt cờ đuổi nên là mọi người đã dời vào bên kia chỗ nhà lồng cổ chợ. Đây là chỗ đó mình làm giữ xe. Hồi đó bên sông mà bắn pháo hoa. Bên đây ngâm mình ngủ. Bên đây ngồi trên mấy xe ngồi coi đúng không? Con đường đi bộ ở Bến Ninh Kiều dành cho tất cả mọi người có thể đến đây tham quan và nhìn ngắm cầu Cần Thơ nối liền giữa liền hai bờ sông Hậu. Đây là cái cầu phố đi bộ mới để nối liền giữa nhà hàng Hoa Sứ với lại Cần Thơ để mọi người có thể đi bộ ngắm cảnh. Chị ơi, mình chụp giùm em một tấm được. Chạy tay. Nói tụi con. Cảm giác này vui lắm, con về vẫn đi chơi vui lắm. Cũng 5 tháng rồi em chưa về. Đã từ bao lâu không thể nhớ rõ khi cả nhà cùng đi chơi với nhau. Bao nhiêu kỷ niệm như được trở về, mặc dù vắng xa đi một thành viên trụ cột gia đình. Một ngày mới lại bắt đầu, mọi buổi sáng đều sẽ như nhau. Nhưng sáng hôm nay sẽ có nhiều thú vị gì mà Sơn Ngọc Minh cùng chị gái chuẩn bị điều bất ngờ tặng mẹ. Nhiều điều bất ngờ. Mẹ phải hưởng ứng điều bất ngờ là bằng cách bịt mắt lại đi. Rồi bịt mắt lại đi. Nhìn thấy cái gì khác lạ không? Đó. Nắng này khác lạ. Mới sửa đèn là cái này luôn nè. Đúng sáng rồi, tại đèn sáng. Nó hư, không ai sửa được hết trơn. Chơi ra bếp chơi. Ôi trời ơi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Buổi sinh nhật mẹ. Cảm ơn hai đứa.
Thở đi mẹ. Ôi trời ơi, đẹp quá, cảm ơn nha. Không biết, nói chung là có chị Thi chuẩn bị quà tặng sinh nhật mẹ sớm. Rồi dọn dẹp nhà, làm lại một số thứ. Với lại hôm nay con đi đâu nấu cơm đãi mẹ ăn. Trời ơi, bất ngờ quá, bởi vậy. Cảm ơn nha, cảm ơn hai đứa nha. Sinh nhật sớm quá. Vô đi nè. Cơm không ạ? Có lập lại cái này che lại rồi. Cái này mưa, cái tạt. Cái ăn dĩa đi. Chai này tặng quà bất ngờ quá. Trước ngày sinh nhật. Phải chia còn bắt dai thì nó vui. Tại vì lúc Minh làm thì Minh vẫn đi ăn thôi mà, chứ không bất ngờ gì. Nếu mà về không được thì nó chúc không à. Ở nhà thì ổng vẫn đi ăn chứ không có làm điều gì này. Rồi muốn ở đây hả chợ? Muốn ở đâu? Từ từ đi. Giờ thì ở tại mới đi. Mà có chỗ đàng hoàng thì đi. Thì ở tạm thì con mới làm tạm đó, ở cho mẹ đó. Thì là muốn cho mẹ lên thành phố ở. Mà vẫn chưa có đủ khả năng đó. Nên là hơi ghé làm để kiếm nhà cho giống như mình sẽ đỡ. Bây giờ làm tạm vậy đi. Rồi à, không biết chừng nào đây người ta đuổi nè. Chừng nào người ta đuổi thì mình đi. Là ở đây khu này sẽ mốt sẽ sắp giải tỏa để mà phải làm bờ kè. Làm bờ kè thì nhà này cũng đang trong dạng quy hoạch để có thể giải phóng đường lộ. Tại vì đây là một cái máy sông ngoài sao. Nên là mình không biết là khi nào người ta đuổi. Chị Cát Tường ơi, dạ. Em đây, Minh ạ. Đây Minh. Dạ. Sao hôm qua giờ làm được gì rồi? Em về nhà xong rồi đầu tiên là buổi tối là dẫn mẹ với chị hai đi vòng vòng ăn uống. Rồi. Rồi. Mẹ vui dữ ha. Dạ. Với lại sáng nay thì tạo bất ngờ cho mẹ là mẹ đi làm, trong lúc mẹ làm thì em tranh thủ lợp lại nhà rồi nấu cơm cho mẹ rồi chuẩn bị một món quà sinh nhật bất ngờ cho mẹ. Trời, có nấu cơm nữa hả? Dạ. Cơm được không đó? Dạ, được, Kim biết nấu ăn mà. Nhà lợp lại xong chưa? Dạ rồi, cũng tạm đỡ. Thực ra thì ý định của em thì mình cũng... Làm mình hả? Làm một mình luôn hả? Dạ. Tốt rồi, dạ ok hết rồi phải không? Dạ, rồi. Có gì em chụp hình em gửi chị. Ok, đúng rồi, ta báo cáo với đàng hoàng. Ok, cho chị gửi lời hỏi thăm mẹ nha. Dạ. Chúc sức khỏe mẹ, ráng mẹ giữ sức khỏe ha. Ráng dạ. Đợi ha, đợi con trai rước lên Sài Gòn ha. Rồi em cũng vậy, giữ sức khỏe lên Sài Gòn thôi, gấp bịch nha. Dạ, em cảm ơn chị nhiều, cảm ơn chị đã đưa em đến với chương trình Người Kết Nối à. Ở đây bữa sau con về nữa, về lâu hơn xíu. Có này tặng mẹ. Không có gì. Cất đi, giữ xài. Trời ơi. Rồi không món quà nữa. Cái này là con hát tặng mẹ vậy. Mẹ yêu Lan hả? Tình mẹ hiền vẫn còn đây. Còn lại gì khi đã xa con rồi. Đời con